Xin chào mọi người, tôi tên Nguyễn Tiến Đức, năm nay tôi 11 tuổi. Tôi đang sống bên trường Trung học cơ sở Hàn Đà. Ba tuổi của tôi là trung thực yêu thảo và tự tin. Ba sở thích của tôi là đọc sách, học tiếng Anh, chơi cờ. Mọi người hãy cổ vũ cho tôi. Ngày hôm nay, tôi xin phép được làm thầy của các bạn và nói cho các bạn nghe về ba cái nhất trên đời này. Tôi có một câu hỏi, nếu các bạn biết ngọn núi nào cao nhất thế giới không? Xin mời bạn Thịnh. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Nhưng mà câu trả lời của bạn thì chính xác, nhường quyền cho bạn khác. Xin mời bạn Minh Quân. Vâng, xin chúc mừng bạn Minh Quân. Và đó chính là một câu trả lời rất chính xác. Đỉnh núi Everest cao 8.848 m. Tại đỉnh núi vào mùa hè thì nhiệt độ lên đến âm 19 độ C, còn ở mùa đông thì nhiệt độ lên đến âm 36 độ C. Nhưng đó vẫn chưa phải là ngọn núi cao nhất, mà ngọn núi cao nhất đó chính là công ơn lớn lao của cha mẹ. Người xưa có nói rằng công cha như núi Thái Sơn, như mẹ như nước trong mùa chảy ra. Vâng, và nhân đây thì tôi xin muốn nói là con yêu bố mẹ rất nhiều. Câu hỏi thứ hai đó chính là các bạn biết nơi lạnh giá nhất mà có người sinh sống là đâu không? Xin mời Trung Duy. Xin cảm ơn bạn, nhưng mà câu trả lời của bạn chưa chính xác. Xin mời anh Khoa. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn, nhưng mà vẫn chưa chính xác. Câu trả lời của chúng tôi đó chính là tìm một thị trấn nhỏ của Nga, đó chính là Omicron. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận ở Omicron đó chính là âm 71,5 độ C. Chúng ta tưởng tượng rằng khi mà một xô nước, một chấm nước sôi, khi mà hất lên trời chúng ta sẽ nhận được những bông tuyết, hoặc có thể là một quả chuối. Chúng ta khi mà mang ra ngoài trời nó sẽ đóng băng cứng lại và chúng ta có thể thay thế cái búa và chúng ta có thể đóng đinh. Nhưng nó không thể nào lạnh bằng trái tim của một đứa con bất hiếu. Vì khi bố mẹ đang sốt sụp sụp, nhưng trong trái tim vẫn đang rất lạnh lẽo vì lo rằng sau này thằng Minh Quân nó có chăm sóc mình hay để cho mình chết trên giường. Nghĩ đến thôi đã thấy lạnh lẽo lắm rồi. Câu hỏi thứ ba đó chính là, đối với bạn biết thanh kiếm nào sắc bén nhất thế giới? Xin mời Minh Thư. Xin mời bạn Như Ngọc. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Xin mời bạn Phúc Bình. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Xin mời bạn Trung Quốc. Vẫn chưa câu trả lời là chính xác. Nhưng mà câu trả lời chính xác đó chính là lời nói trong lúc tức giận. Hình dung như tôi đứng ở đây và chúng tôi có thể chéo đứt người ở sân thầy. Không chỉ máu nhưng tổn thương của bên trong. Vì lời nói trong lúc tức giận khiến chúng ta mất cảm xúc và không thể kiểm soát được lời nói, khiến chúng ta nói những lời khiến cho người nghe cảm thấy tổn thương và khiến cho người ta buồn. Xin cảm ơn mọi người đã nghe.